Phương và Giáp, hello anh em. Nay tiếp tục lại cái chương trình mà cái tủ điện ha. Thì hôm trước á, Phương làm cái clip mà về cái mà sự cố cái tủ điện á, mà nó bị mất một pha á, rồi nó không có điện. Vì nguyên nhân là do nó bị chập cái dây. Cái nhựa ở ngoài của cái dây á, là do là mọi cái lúc đó á, người ta tuốt ít, cái xong rồi người ta nhét lên nó lên luôn. Thì lâu ngày á các bạn, nó nóng, nó dẫn đến nó nóng chảy rồi đó, tiếp xúc kém rồi nó bị lỏng mô ve nên nó bị nẹt, nó dẫn đến nó là nó không có điện cái đó pha đó ha. Thì lúc đó, hôm đó thì Phương chỉ xử lý mà Phương chỉ quay được vậy thôi, tại vì nó trong cái văn phòng của khách nên là Phương không có đứng mà Phương nói làm sàm giống như vậy được. Đây là cái tủ điện nè, tủ điện sau lưng của Phương nè. Thì ở đây thì ok, thì Phương sẽ trao đổi và chia sẻ cho mọi người kỹ hơn. Tại vì có cái anh kia anh nhắn là sao Phương quay mà không quay cái cách xử lý. Thì thật sự là Phương quay không được ha, nhưng do có một số vấn đề nên là Phương chỉ được quay cái khúc đó thôi, làm tư liệu để mà báo cáo này nọ thôi, chứ còn không có, nhiều lúc không có thể là mình muốn là quay được. Tại vì làm nó cũng đôi khi mình phải làm, rồi cũng chẳng có ai quay, Phương đôi khi Phương làm một mình nè. Đó thì dẫn đến á, là Phương không có quay. Thật sự Phương làm nó có nhiều sự cố lắm, nhưng mà thủng thẳng túc tắc ấy, rồi lúc nào quay được thì Phương quay, Phương chia sẻ cho mọi người để trong cái kênh của Phương, để cho anh em nó có nghĩa là nếu mà anh em là chưa gia chạm thì có thể mình coi sau này, xong rồi sau này xử lý. Thì thật ra nếu mà Phương quay á, mà Phương không có tiếng á, thì Phương chỉ quay xong rồi Phương sẽ về Phương ghép vô những cái Phương chạy những cái dòng thử về cái cách xử lý. Thì Phương hy vọng là mọi người có thể coi và hình dung thôi, coi hình dung cũng được, rồi có nhiều khi có cơ hội rồi Phương trực tay, Phương trực tiếp Phương làm, Phương nói kỹ hơn. Nhưng mà nếu như mà mình, Phương nghĩ là nếu như mà mình không có, mình chưa có gia chạm, mình chưa thấy á, thì đôi khi mình không hình dung. Thì mọi người cứ coi đi để hình dung trước, rồi gia chạm là sẽ biết ngay à ha. Rồi hôm nay thì Phương trả lời cái câu hỏi của các anh đó là vậy thì mình phải xử lý làm sao và mình làm cái gì để cho nó an toàn tuyệt đối. Thì nói về tuyệt đối thì nó cũng không hẳn đâu nha, tại vì cái nghề có giống như tụi Phương là bảo trì sửa chữa. Đó thì bảo trì gồm cái gì, mình kiểm tra rồi mình khui ra, mình bảo trì hệ thống này nọ thì mình kiểm tra định kỳ. Thì giống như bảo trì này đó, mình đi kiểm tra cái tủ thì mình phải làm cái gì, tới định kỳ mình phải làm cái gì, thì cái đó là nhiệm vụ của nhân viên bảo trì đó các bạn. Thì giờ Phương quay ha, dù cho làm kỹ cái nào thì nhưng mà chúng ta cũng phải kiểm tra bảo trì nó, chứ không thể nào mà chúng ta để như vậy. Tại vì các bạn biết sao, nếu như mà mình cứ để một cái tủ nó như vậy á, thì nó vài tháng và một năm hai năm thì nó chắc chắn nó sẽ chạy, nó sẽ bị lỏng cái mặt chích à. Thì mình, lúc đó á, thì mình phải siết vô. Thì cái nhiệm vụ đơn giản là mình chỉ lấy con cây bích ba ke mà mình siết vô là xong, ok đó ha. Thì giờ Phương quay cho mọi người có coi cái cách mà để cho làm sao để cho mà có tủ điện cho ở nhà hoặc là ở công ty cũng được. Thì nếu như mọi người kêu ngoài vô làm thì mình cũng phải yêu cầu người ta làm như vậy thì rất ok, và nó an toàn cho chúng ta khi tóm lại là nó sẽ được an toàn thêm một cấp, rồi tùy theo của chúng ta bảo trì sửa chữa sau này nữa. Chứ còn về nếu nói giống như cái clip bữa trước á thì quá nguy hiểm các bạn hả, nó không có tốt tí nào. Nó đôi khi nó nẹt mà bật lên bật xuống hoài là nó nẹt, nó sẹt ra tủ luôn, nó rất nguy hiểm. Rồi giờ Phương quay cho mọi người coi nha. Rồi đây là một cái tủ nè, đó nó cũng có những cái con CB và dây đấu vô. Thì dù cho là cái thiết bị gì thì cũng vậy, thì khi cái sợi dây đấu vô trong đó thì phải đảm bảo như thế này nè các bạn. Đó, trước tiên các bạn thấy người ta chụp dòng màu không, nhìn vô là rất dễ thấy đó ha. Đây là những cái chụp dòng màu, nhìn vô và những cái ký hiệu của sơ đồ tủ, nhìn vô là có thể là biết được đó. Đây là ba pha này, pha đỏ, pha vàng, pha xanh, nó riêng biệt này nọ, chứ không có giống như cái tủ bữa trước là một cái màu đỏ rồi đấy, có tùm lum trong đó hết, thì rất nguy hiểm nó ha. Cái này là giống như này là nguội nè, nó đang thui tù lùi nè. Đấy, còn đấu này các bạn thấy không, tuy người ta có một chụm dây luôn nè, nhưng mà các bạn nhìn thấy nè, các bạn thấy ở đâu nè, cái chỗ mà nó người ta đấu nè, các bạn thấy không, cái đó đâu phải sợi dây ra nhét vô đâu đúng không, cái đó là cái đầu cốt đó các bạn đó. Người ta bấm cái đầu cốt vô, và đây cũng vậy nè, Phương quay xuống dưới đây nha mọi người coi nè, thấy không, tất cả là đều bấm cái đầu cốt vô hết. Cái sợi dây là phải có cốt, chứ không có phải mà thuốc cái sợi dây mà nhét vô như vậy được. Bởi vậy Phương có nói trong cái clip bữa trước á, chứ do tại sao mà một cái thợ đấu một cái tủ nó rẻ và một anh thợ đấu nó mắc đó,
là vậy đó các bạn. Người ta phải nhận cái tủ người ta làm để người ta nó thêm an toàn này nọ và làm. Các bạn biết mà, một cái công đoạn mà bấm cốt, tuốt dây, bấm cốt này nọ á, nó lâu hơn rất nhiều so với mà cái tuốt cái sợi dây xong nhét vô là xong. Đấy, đây, thấy không? Đây nè, tất cả người ta đều bấm hết, thấy không? Và đây, đây nè, cũng thấy nè, thấy không? Đây nè, đây là cái sợi dây xong người ta bấm cái cốt vô nè. Rồi giờ Phương sẽ lấy mấy cái đầu cốt để cho mọi người hình dung nha. Phương cho mọi người coi nè. Đây, khi làm thì anh em Phương ở trong công ty cũng chuẩn bị, cũng xài đầu cốt không, chứ không có ẩu được. Đây là cái điều mà anh em bảo trì nên trong này làm. Đó, đây. Có nè, cái đầu nè, nó có nhiều kiểu. Nè, cái này gọi là cút dĩa nè các mọi người. Đó, để Phương lấy một cái ra cho mọi người coi xem ha. Kính nó nhiều cỡ khác nhau. Mình coi cái sợi dây mình cỡ bao nhiêu thì đó. Đây. Đó, đúng không? Nè. Các bạn thấy dễ dàng không? Đó, giống như cái này. Đưa lên đây nè. Chúng ta chỉ việc vặn cái con ốc này ra, chúng ta bấm nè. Nè. Chúng ta bấm, chúng ta vặn ra. Rồi để Phương lấy cái vít ra, xong Phương mở ra cho coi, cái người ta cũng bấm, người ta vặn vô vậy á. Là nó cái đầu nó giống vậy nè. Nó đây nè. Để Phương lấy con vít, Phương mở cho mọi người coi nha, chờ xíu. Giờ Phương sẽ mở cho mọi người coi nha. Đây, Phương sẽ mở thử một cái này cho mọi người thấy thử nè. Nè đây, Phương mở đây đi. Mọi người có thể thấy được nè. Đó, các bạn thấy không? Có phải là cái cốt nó giống như là cái mà Phương cho mọi người coi không? Đây nè, đó, bấm vô vậy nè. Nếu chúng ta có hai sợi thì chúng ta có thể dùng cái to hơn và chúng ta nhét vô. Và đây là cây kèm nè. Mọi người mua cái cây kèm này bấm cốt nè. Đây là cái cây kèm bấm cốt. Đó, trang bị một cây kèm bấm cốt như thế này, tùy nhỏ to tùy theo mà chúng ta sử dụng. Đây, đó ha. Đây là cây kèm bấm cốt. Đó, nó rất ok. Dễ thôi. Đó. Nó có nhiều loại lắm, đây chụp dòng màu riêng nè. Đó. Còn cốt này nè, cốt này cốt tròn nè. Đó. Nè. Đây là cốt tròn nè, dặn vô bô lon con tán nè. Nó vậy thôi. Nó có trong anh em Phương có nhiều lắm. Ừ. Này cái loại này nhưng mà là hồi này cái loại cốt dĩa nhưng mà to hơn, dùng để cho cái loại to, loại lớn hơn. Nè, các bạn thấy không? Nó nhiều size nè. Đây. Size này nó lớn hơn nè. Đó, thấy không? Và đây là cái loại này nữa. Đó, chúng ta bấm cái này là bấm hình vuông. Chúng ta nhét vô. Đây, đó. Nó nhiều loại lắm, cái này tròn vo nè. Chúng ta bỏ vô đây, cái mình cứ lấy cái kèm này mình bóp lại là xong. Đó, rồi thôi. Các bạn thấy không? Rồi, tóm lại là dù cho nè. Để Phương coi cái chỗ nào người ta chụm mấy sợi dây lại nè. Đó. Đây. Nè, các bạn thấy không? Dù cho chỗ nào cũng vậy thì mình vẫn phải bấm cốt hết. Nè, một cái tủ gì bấm cốt rất lâu các bạn. Bấm cốt cực kỳ lâu. Đó, nè. Nó có nhiều loại thôi. Đó, rồi. Phương hôm nay Phương giải quyết được cái cho mọi người á là coi thử coi là mình làm cái tủ điện thì về cơ bản là nó cần nhất là nên làm thêm cái gì thì đó là Phương trả lời luôn ha. Chúng ta mua thêm một mớ đầu cốt giờ chúng ta bấm là xong. Và cái dụng cụ để bấm cốt thì đó là cái cây mà Phương gọi là cây kèm bấm cốt này. Các bạn ra các bạn mua thêm cây kèm này nữa, là mua một ít cốt nữa là về bấm thôi. Cứ bấm hết cho cái CB trong nhà là nó an toàn liền à. Nó không có cái vụ mà nó bị chảy cái nhựa nữa đâu. Đó, giống như cái này nè. Các bạn mà đôi khi mà mình cứ nhét vô cái này nè, nhựa này nè, cứ mình cứ cố sát mình nhét vô xong cái lâu ngày là nóng nó chảy xong là hiện dẫn đến là chậm chạp cháy nổ. Đó, ghê lắm. Rồi, video Phương đây kết thúc. Hy vọng là giúp ích được cho mọi người nào chút ít trong cuộc sống. Rồi, nếu mọi người nào coi video của Phương mà chưa đăng ký thì hãy cho Phương xin một lượt đăng ký kênh, ủng hộ kênh Phương nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.